Xin kính chào quý vị các bạn, mình là Long Thế Giới Xe Đức. Rất là vui hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ một trong những cái mẫu xe cực hot đến từ Vương quốc Anh Quốc anh em nhé. Chiếc Range Rover phiên bản Verla. Đấy, rất là hot luôn, sản xuất 2019, model 2020. Đây là một trong những chiếc Verla phiên bản Dynamic đủ đồ anh em nhé. Rất đẹp luôn, nhập khẩu nguyên chiếc, mang ngoại thất màu đen, nội thất màu xanh navy và có giá bán là 4 tỷ 699 triệu đồng. Đấy, một trong những chiếc xe rất hot tại Thế Giới Xe Đức. Chúng ta hãy cùng nhìn ngắm phần đầu xe anh em nhé. Đấy, cái phần lưới tản nhiệt, đây là một trong những cái điểm thiết kế rất là hay của Range Rover rồi, từ trước đến nay. Đấy, thiết kế rất là đẹp, nhìn nó rất là ảo diệu luôn. Bên cạnh đây là chúng ta có một cụm đèn full LED và có những cái giải đèn LED ban ngày, nhìn rất tinh tế anh em nhé. Đấy, rất thể thao. Đấy, ở phía dưới một chút thì chúng ta có thêm các cái điểm thiết kế nhìn cắt xẻ rất nổi bật và đặc sắc. Chúng ta có cả rửa đèn pha tự động ở đây. Ở phía đằng trước chúng ta có cả camera 360. Đấy, bộ mâm rất là nổi bật, 21 inch, rất lớn cho một mẫu xe thể thao. Đấy, mâm 21 inch đa chấu và được sơn màu đen. Ngay ở trên nóc capo đây là chúng ta có một trong những thiết kế khá là độc đáo của Range Rover Verla. Chúng ta có phần logo và hãng ở đây. Đấy, Range Rover. Đấy, các cái điểm thiết kế điểm nhấn của chiếc Verla rất là hay. Đặc biệt ở những chiếc Verla chúng ta có những cái tay nắm cửa nó ẩn vào đây rất là hay anh em nhé. Rất chắc chắn. Đấy, thân vỏ của chiếc Verla thì không phải suy nghĩ rồi, rất là dày dặn, cứng cáp anh em nhé. Ở phần đèn sau cũng là một trong những thiết kế rất là đẹp và nổi bật của chiếc Range Rover Verla thế hệ 2020 này. Đấy, logo ở ngay dưới đây mà chúng ta hãy nhìn cụm đèn được kéo dài từ phần thân xe cho đến phần cốp anh em nhé, rất đẹp, full LED dạng ống. Cốp điện thì được trang bị cốp điện tự động rồi. Chúng ta có Verla P300 SE ở đây. Đấy, cụm ống xả cũng rất là đẹp anh em nhé, cụm ống xả đôi. Thiết kế nhìn nói chung là không lẫn đi đâu được, một chiếc Verla thiết kế rất là đặc sắc thể thao sport của Range Rover. Hãy cùng nhau khám phá cái khoang nội thất màu xanh navy cực kỳ xuất sắc của Range Rover Verla phiên bản này anh em nhé. Chúng ta có mặt táp ly đấy, ở đây tinh tế với những chiếc với những cái đường chỉ màu trắng rất là nổi bật, mang cái thiên hướng là sport. Đấy, rồi từ những cái mạng chrome ở tay nắm cửa ở đây rất là đẹp. Đấy, điển hình chúng ta có loa Meridian đẳng cấp của Range Rover anh em nhé. Tôi sẽ vào và giới thiệu thêm cho anh em một chút về option. Đấy, option thiết kế đặc sắc nữa là chúng ta có một cụm vô lăng bọc da lộn. Đấy, rất hay, cầm có cảm giác rất lạ luôn anh em nhé. Đấy, Range Rover và các cái phím tinh chỉnh, tùy chỉnh ở trên vô lăng nhìn cũng rất là nổi bật. Có lễ chuyển số anh em nhé. Đấy, màn hình của Range Rover phiên bản Verla thì rất đẹp. Chúng ta có cụm điều chỉnh điều hòa ở đây. Đấy, rất lớn. Màn hình trung tâm hiển thị ở trên này. Rất đẹp luôn. Cần số cũng là một trong những thiết kế truyền thống của Range Rover rồi. Đấy, cần số xoay. Một điểm thể thao mà rất là cuốn hút đó là chúng ta có cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Đấy, hệ thống loa thì được trang trí và được setup ở quanh xe, nhìn rất là nổi bật luôn. Mặt táp ly đây cũng là da anh em nhé, và cũng được khâu những đường chỉ nổi tinh tế và chi tiết ở đây, rất đẹp. Tôi rất thích cái màu ghế nội thất màu xanh này, nhìn nó rất là sạch và thể thao. Xe thì sử dụng động cơ 2.0, cũng rất là vừa phải cho một cái khả năng tăng tốc cũng rất là tốt. Tổng kết lại thì chúng ta có một cái mẫu xe thể thao sang trọng đẳng cấp của Range Rover phiên bản Verla anh em nhé. Mình xin nhắc lại thông tin thông số kỹ thuật của chiếc xe này. Chiếc xe này sản xuất 2019, đăng ký 2020, một chủ từ mới. Và đặc biệt chiếc xe này mang biển thành phố và có biển số rất là đẹp. Đấy, anh em nhé, biển số rất đẹp luôn. Đấy, 95678 luôn, một trong những cái biển số rất đẳng cấp cho một chiếc xe Range Rover sang trọng. Đấy. Và giá bán của nó là 4 tỷ 699 triệu đồng, có hỗ trợ trả góp anh em nhé. Tất cả những thông tin về chiếc xe này anh em nào chưa rõ hãy liên hệ với Long qua số điện thoại là 0911732888. Một trong những chiếc xe rất là đẳng cấp, nhập khẩu nguyên chiếc. Hẹn gặp lại anh em ở những chiếc xe đẳng cấp khác.